có nên mua xe chở tiền của ngân hàng thanh lý hay không? Đó là câu hỏi nhiều người thắc mắc vì nghe nói xe chở tiền của ngân hàng chỉ loanh quanh trong phố, hầu như chẳng bao giờ đâm đụng, lại chở tiền thường xuyên nên có khi được hưởng chút vía thần tài. Lâu lâu phía ngân hàng lại mang xe đi thanh lý với giá chỉ trên dưới 100 triệu đồng. Có vẻ như đó là một món hời, thế nhưng thực tế thì như thế nào? Theo một số chuyên gia ô tô, xe ngân hàng thanh lý, điểm công đầu tiên đó là bạn không phải lo vấn đề nguồn gốc xe, tranh chấp pháp lý hay đâm đụng ngập nước, bởi phía ngân hàng rất chặt chẽ những vấn đề này. Xe chở tiền cũng là loại xe không có niên hạn nên bạn có thể yên tâm sử dụng lâu dài. Về cơ bản, xe chở tiền được sử dụng rất cẩn thận, thong dong trong thành phố như đi uống cà phê, nên đồ mòn thì nhiều chứ hỏng thì ít. Ngược lại với xe chở tiền hay xe ngân hàng thanh lý nói chung, bạn thường khó có thể mua được trực tiếp mà phải thông qua đấu giá công khai. Thông thường phía ngân hàng sẽ thanh lý cả một lô xe chứ không thanh lý lẻ, nên bạn phải có đủ tài chính để ôm hết chỗ xe đó. Tương tự xe của cơ quan công ty thanh lý, những chiếc xe chở tiền này thường có đời rất sâu, thường từ 15 đến 20 năm nên dù không đâm đụng gì thì cũng phải thay mới kha khá đồ. Bên cạnh đó, do bản chất xe chở tiền phải tối ưu diện tích nên họ đã lược bỏ vật liệu cách âm và các trang bị tiện nghi, chỉ giữ lại option cơ bản nhất nên bạn cũng sẽ phải tốn thêm chi phí để nâng cấp cho xe. Đó là những điều bạn cần lưu ý trước khi quyết định có nên mua lại những chiếc xe chở tiền đã qua sử dụng hay không.